cắt tự động, nó sẽ tự động nè. Đừng chuẩn bị cắt nè. Đang chạy bán ra nè. Cái cỡ này là cỡ đúng chiều dài nè. Không đúng cái cỡ đúng mà nó ba nó đẩy ra chắc luôn nè. Đó. Đó mình muốn chạy thì mình chắc thôi. Xong rồi tự động nó đẩy ra, nó đẩy nó dán ra luôn. Tiết kiệm được hai ba người xếp bán, và tiết kiệm được một cái máy cắt nữa.